Hi, xin chào các bạn đã trở lại với kênh của Hiếu Nguyễn và mình là Mr. Fish. Hôm nay thì mình trở lại với chú cá sấu hỏa tiễn của mình các bạn. Sau một thời gian vắng bóng thì hôm nay mình đã đưa vào cái hồ mới và ghép cùng hai cái con cá hồng vĩ của mình luôn các bạn. Thì hiện tại cá rất là sung và cái hồ của mình nó đang có dấu hiệu là nó nổi rêu các bạn, rêu xanh. Nhưng mà hiện tại thì một cái phong trào mới là để rêu xanh rất là hấp dẫn các bạn. Thật sự thì mình thấy nó cũng rất là chill. Nên là mình để luôn. Ok, thì trở lại với cái con cá sấu hỏa tiễn này thì cách nuôi, chia sẻ kinh nghiệm nuôi thì con này cực kỳ dễ nuôi các bạn. Không có vấn đề gì trở ngại hết. Các bạn nuôi có thể là không cần oxy, không cần máy lọc gì hết. Quăng bất cứ đâu mà có nước là có thể sống được. Đối với thức ăn thì có thể ăn được tất cả các bạn. Từ thức ăn cám viên cho tới cá sống, cá chết hay là dế sâu, tất cả những thứ gì mà thả vào mặt nước của nó là nó sẽ xử hết. Rất là dễ nuôi các bạn nhé. Cái con này thì khi lúc nhỏ thì thấy nó không có đẹp lắm, nhưng mà lúc lớn các bạn thấy không? Nó vậy vậy nó lên ánh kim rất là đã các bạn. Đang có cái vảy màu vàng đồng rất là đã. Bơi nhìn rất là đã các bạn, bông lên rất là nhiều luôn. Thì nhiều anh em nói là cá sấu hỏa tiễn thường thì nó không đẹp bằng cá sấu hỏa tiễn bông, nhưng mà thật sự đối với mình thì qua trải nghiệm thì mình thấy là cá sấu hỏa tiễn thường này cái hoa văn nó đẹp hơn cá sấu bông nhiều bạn. Cá sấu bông mình có cảm giác giống như là nó được dàn dựng các bạn, nó hoàn hảo quá, nên là nhìn nó rất là dàn dựng luôn, mình không có thích lắm. Nhưng mà đối với con này thì nó lại tạo một cái vẻ hoang dã rất là đã. Đuôi nó cũng có bông các bạn, vàng ống luôn, rất là đã. Thì cái con này thì nó có một cái kinh nghiệm nữa là hiện tại là nó là thuộc vào cái loại mà thú hoang dã và có thể là cấm nuôi các bạn. À cấm tại vì có những cái trường hợp là các anh nuôi xong các anh thả ngoài sông các bạn, thì nó gây nguy hiểm cho môi trường rất là nhiều. Thành ra là hiện tại là cái người bán thì người ta cũng hạn chế, các bạn cũng khó kiếm mua. Nhưng mà đối với những cái chỗ mà đại cá lớn thì người ta vẫn có cái nguồn này. Nguồn này rất là nhiều các bạn. Con này thì cũng rẻ thôi. Các bạn có thể mua ở ngoài tiệm rất là rẻ, rất là hợp túi tiền để nuôi. Bạn nào mà đam mê cá săn mồi thì nên nuôi con này. Ghép chung. Hiện tại thì hộ mình là đang ghép chung với hai cá hồng vĩ của mình các bạn. Rất là đã luôn, nó hơi trống một chút xíu ở tầng giữa này, thì mình đang đợi hai con hoàng bảo yến của mình nó lớn lên thì mình sẽ cho vào đây và ra một cái hồ lớn hơn chút nữa. Cái hồ này thì hơi nhỏ, hồ này mới có 1 mét thôi mà. Rất là đã. Với lại cái con này các bạn, nó tập tính khá là dữ các bạn. Khi các bạn thay nước ấy, đây, còn là vệ sinh hồ, sử dụng cái 500 giúp mình ha. Thả tay vào hồ là táp cái bập liền các bạn, chảy máu liền. Nên là các bạn muốn vệ sinh thì sử dụng cái cục 500 trà hồ ha. Thay nước thì đưa ống vào thôi, né cái mỏ nó ra. Các bạn thấy không, đưa tay vô là nó kè theo liền. Nó tưởng tay mình là mồi đấy các bạn. Ăn rất là mạnh các bạn, cá biển, cá khúc hay là bất cứ cái gì các bạn thả vào nó đều ăn hết á. Có rau củ quả là nó không ăn thôi. Cám của chép coi nó cũng quất luôn, rất là tuyệt vời. Ok, clip của mình chia sẻ đến đây là kết thúc rồi. Bạn nào thấy hay nhớ like và chia sẻ kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh để xem được những video clip mới nhất nha. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn clip sau.